Xin Xin chào chào tất tất cả anh cả các chị và chị các và các bạn. bạn. Tôi là Hồng Mai. Tôi là Phạm Thế Hiển. Kính thưa các anh chị và các bạn, ông bà ta có câu phi thương thì bất phú, có nghĩa là mình không kinh doanh thì mình rất khó để có thể làm giàu và thay đổi cuộc sống, đúng không các anh chị? Nhưng mà để làm chủ một cái công việc kinh doanh của mình thì không phải ai cũng có thể đạt được. Bởi vì ngoài yếu tố về vốn ra thì kinh nghiệm, kiến thức, mối quan hệ và phải đối mặt với những cái rủi ro không lường trước được. Và bên cạnh đó là chúng ta cần có những người có kinh nghiệm, những người thành công đi trước trong cái lĩnh vực đó để có thể dẫn dắt và dìu dắt cho mình trong cái bước đường khởi nghiệp. Và các anh chị nghĩ sao nếu như ngày hôm nay có những người doanh nhân rất là thành công, họ đều là những người đang triệu phú rất là thành đạt và họ đang nắm trong tay những cái bí quyết và những cái quy trình để có thể giúp đỡ cho bất kỳ ai có thể sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng cho mình và đạt đến được sự thành công. Như vậy thì sẽ có một chương trình được giao lưu với những người đang triệu phú này. Thì họ là ai sẽ được giới thiệu ngay sau đây. Doanh nhân diễn giả đầu tiên đó chính là doanh nhân trẻ Hoàng Trần Hiếu. Anh bắt đầu là một sinh viên với hai bàn tay trắng, nhưng mà anh đã xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp cực kỳ thành công với cái doanh thu hơn 50 triệu đô la cho mỗi tháng. Và anh còn là một cái người chuyên gia đào tạo về tư duy và tạo động lực rất là xuất sắc. Anh đã đi rất là nhiều nơi và giúp đỡ cho rất là nhiều người thành công và thay đổi được cuộc sống của họ. Và cái người diễn giả tiếp theo đó chính là một doanh nhân thạc sĩ Lê Thị Hà Linh. Xuất phát của chị cũng là một cái thạc sĩ trong ngành xây dựng cầu đường, nhưng mà sau một vài năm xây dựng cái doanh nghiệp riêng cho mình thì chị đã đạt được một cái thành công nhất định. Và bên cạnh đó chị còn là một cái cuốn bách khoa toàn thư. Với cái lượng kiến thức cực kỳ phong phú của chị thì Mai rất là ngưỡng mộ và học hỏi ở chị rất là nhiều điều. Và tất cả các anh chị đều là những người doanh nhân thành đạt, là những người đa triệu phú, và cái quan trọng hơn là họ đang nắm giữ cho mình một cái chìa khóa thành công, một cái bí quyết thành công, đang muốn trao truyền cho tất cả những ai có mong muốn sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng. Vâng, thưa các anh chị, chính vì vậy nếu như anh chị nào chúng ta mong muốn khát khao tìm kiếm cho mình một cơ hội để có thể là làm chủ một cái công việc kinh doanh riêng, và các anh chị muốn nắm một cái bí quyết để làm sao để có thể phát triển kinh doanh của mình rộng khắp Việt Nam và còn lan cả trên thế giới, thì vào ngày thứ tư tuần này, tức là 7:45 tối thứ tư ngày 8/7/2020, thì một cái chương trình Zoom của tổ chức Win to Win, đây là một tổ chức vì cộng đồng, mong muốn đào tạo và giúp đỡ cho mọi người có thể là đạt đến cuộc sống tự do, thịnh vượng, tinh tấn và an lạc. Họ tổ chức một cái chương trình giao lưu với những cái đa triệu phú này để mong muốn chuyển giao những cái bí quyết thành công, làm thế nào để cho bất kỳ ai không cần là kinh nghiệm trước đó, không cần có nhiều vốn và có thể là kinh doanh ngay tại chính cái ngôi nhà của mình, nhưng vẫn có thể phát triển một cái doanh nghiệp ra trên khắp thế giới. Và chương trình thì có số lượng rất là giới hạn, hàng trăm hàng nghìn người đang rất là mong muốn tham gia vào chương trình này. Tuy nhiên số lượng phòng chung chỉ giới hạn có 500 người duy nhất, và bạn phải là một người nhanh chóng và cố gắng là vào sớm nhất. Chương trình chỉ mở ra trong vòng 15 phút, từ 7:45 cho đến 8 giờ sẽ khóa phòng chung lại. Cho nên chỉ những ai nhanh chóng nhất và quyết tâm nhất mới may mắn tham gia được cái chương trình này. Và chắc chắn các anh chị nào chúng ta tham dự chương trình này chỉ một tiếng rưỡi thôi, nhưng mà chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vời và không bao giờ tiếc nuối về cái quãng thời gian mà mình đã dành ra để tham dự cái chương trình hôm nay. Và Hiển và Mai rất là mong muốn trao đến cái thông tin này và giúp cho các anh chị nắm bắt cái cơ hội để giao lưu cùng với những người doanh nhân thành công này, và sau cái chương trình đó có thể giúp cho anh chị thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Rất là mong được gặp lại các anh chị trong chương trình Zoom tối thứ tư vào lúc 7:45 ngày 8/7/2020. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.